Vâng, xin kính chào bà con. Rất vui lại gặp bà con trong video ngày hôm nay của Chuyện Nhà Nông. Và trong video ngày hôm nay thì tôi không chia sẻ về cái con trồn hương như các cái video trước. Mà hôm nay thì cũng xin có một đôi điều chia sẻ về vấn đề ngoài luồng một chút. Thì chúng ta thấy khi mà thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông bắt đầu chính thức mở cửa trở lại một cái trạng thái bình thường mới, thì chúng ta thấy rằng gì ạ, một cái làn sóng bà con di cư từ các cái thành phố lớn, từ các cái khu công nghiệp trở về quê, và rất nhiều người cũng sẽ không bao giờ quay trở lại để làm công nhân ở các cái tỉnh thành phố công nghiệp như vừa trước nữa. Thì chúng ta thấy rằng là bây giờ khi mà dịch bệnh bắt đầu nó quay lại như vậy, thì bà con cũng đã có cái suy nghĩ rằng về quê, và chúng ta tự chủ về cuộc sống, phát triển về nông nghiệp là một cái điều tốt nhất, đúng không ạ? Thì rõ ràng đây đã là một cái hình thức, một cái nhận thức mới của bà con, khác so với ngày trước là chúng ta có cái làn sóng di cư từ các cái miền quê về các thành phố lớn để kiếm một cái công việc với hy vọng là nó sẽ bớt khổ hơn khi mà chúng ta làm nông nghiệp như ngày xưa. Thế thì bây giờ thì chúng ta lại quay về với nông thôn, thì theo cái quan điểm của tôi thì tôi luôn đồng tình với cái suy nghĩ như vậy. Và chỉ có chúng ta tự làm chủ mình, chúng ta đi lên từ cái vùng quê, từ cái mảnh đất của mình, đó mới là phát triển bền vững. Vậy thì một cái bài toán đặt ra là chúng ta về, chúng ta sẽ phát triển cái mô hình nào, nuôi cái con gì và trồng cây gì, đó là một bài toán khó, đúng không? Bởi vì chúng ta thấy rằng gì ạ, trước đây là cái vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn là những cái bài toán, phải nói là kể cả là nhà nước ta cũng vậy, có những cái chính sách phát triển, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta thấy gì? Cái mô hình, cái kết quả sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, chúng ta có thể là tạo ra được sản phẩm, nhưng mà chúng ta chưa tự chủ về vấn đề về giá bán, vẫn bị tư thương ép giá. Thế thì vấn đề bây giờ chúng ta, bà con chúng ta quay về với nông thôn, quay về với miền quê của mình, thì chúng ta sẽ nuôi con gì và trồng cái cây gì? Đó là một bài toán mà phải nói là chúng ta cần phải có cái lời giải. Thì tại sao tôi lại lập được cái kênh YouTube này và với cái tên là Chuyện Nhà Nông, thì với một cái ý nghĩa là tôi cũng có một cái cơ hội được đi nhiều nơi, từ những cái chuyến công tác, từ những cái công việc riêng của mình, và tôi cũng luôn là mong muốn làm sao tìm được những cái mô hình chăn nuôi trồng trọt có một cái hiệu quả kinh tế và có cái hướng đi nó bền vững, thì muốn truyền tải lên trên cái kênh như này. Chính vì như vậy cho nên tôi mới đặt tên kênh là Chuyện Nhà Nông. Thì như vậy là không phải chỉ có một cái chủ đề về con trồn hương đâu, mà vừa rồi thì do cái chủ đề về con trồn hương cũng đang rất là được nhiều bà con quan tâm, cho nên là tôi muốn tạo ra một cái sự xuyên suốt về cái con trồn hương đó. Và tôi cũng bao giờ cũng vậy, cũng mong mỏi là hết dịch thì tôi cũng sẽ đi tham quan nhiều cái mô hình hơn, để có thể là truyền tải nhiều cái mô hình cho bà con tham khảo. Bản thân tôi thì 3 tháng vừa rồi cũng bị phong tỏa, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên quan, bởi vì cái chỗ của tôi là cũng là cái nơi mà bị dịch bệnh, cho nên là tôi không có điều kiện đi ra ngoài. Và bây giờ thì cũng đã ở trạng thái bình thường rồi, thì tôi cũng sẽ xin hứa với bà con là Chuyện Nhà Nông sẽ đem đến nhiều cái chủ đề về chăn nuôi, về trồng trọt, nó mang tính gọi là có một cái sức hút, có một cái nét riêng biệt để bà con có thể tham khảo. Tôi có thể kể ra đây một số các cái mô hình đối với lại bà con ở khu vực miền Tây,
mà chúng ta có thể tham khảo để chúng ta có thể tự quyết định được về vấn đề về đầu ra, về giá bán. Ví dụ như là tôi thấy rằng cái mô hình về nuôi chim chích cũng rất là hiệu quả. Rồi cái mô hình về nuôi rắn, nuôi lươn rất là sáng tạo. Và những cái đó thì cái nhu cầu về thị trường rất là lớn. Và bà con thấy rằng là trước đây thì chúng ta nuôi lươn ở dưới vèo chẳng hạn. Thì bây giờ là chúng ta thấy rằng có những cái mô hình nuôi lươn ở trong căn nhựa này, đấy, hoặc là nuôi trên bạt đấy, và nuôi ốc bu đen chẳng hạn đó, và nhiều cái mô hình khác. Thì đấy là những cái mô hình mà phải nói là nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất cao, trong khi đó là cái thời gian chăm sóc và cái chi phí nuôi tôi nghĩ là nó cũng đỡ tốn kém hơn so với hình thức nuôi truyền thống kia, đúng không ạ? Đó thì tôi sẽ cố gắng đi nhiều và sẽ truyền tải được nhiều cái mô hình để cho bà con cùng tham khảo. Và cũng mong muốn rằng nếu như bà con nào mà thấy những cái mô hình hay thì bà con có thể liên hệ với tôi để có thể là tôi đến để thực hiện quay những cái mô hình đó để phổ biến rộng rãi cho bà con cùng tham khảo. Và cũng từ cái video sau thì tôi sẽ truyền tải một cái mô hình mới ngoài con chuồn hương, đó là cái mô hình nuôi rắn ri voi. Thì bà con sẽ đón xem một cái mô hình như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta có thể vận dụng được trong cái cách để mà mình phát triển chăn nuôi được hay không. Và cũng tôi cũng nghĩ rằng cái ý nghĩ chủ quan thôi, chứ không phải là vấn đề là mang tính toàn diện, đó là những cái con vật nuôi như vậy á, thì chúng ta có thể thấy rằng cái thị trường nó đang có nhu cầu rất là lớn đó, và cũng ít người nuôi. Và những cái mô hình như vậy như là nuôi lươn, nuôi ốc bu đen, nuôi chim chỉ hay là nuôi rắn ri voi và những cái mô hình nuôi khác đó, thì nó đâu đó nó vẫn còn rất là ít và thị trường cần rất là nhiều đấy. Và tôi đã tham khảo thì cái chi phí nuôi nó cũng rất là ít thôi, cái thời gian chăm sóc cũng rất là ít, và đặc biệt nữa là cái diện tích chúng ta nuôi cũng không phải là một cái quy mô lớn lắm, và vấn đề ảnh hưởng đến môi trường thì nó gần như là rất là ít đó. Và khi mà chúng ta nuôi tạo ra được sản phẩm rồi thì chúng ta được quyền quyết định về giá bán. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là nó rất là hay và chúng ta có thể vận dụng một cách thực tế, nó áp dụng được với nhiều bà con hơn. Thì đó là những cái chia sẻ của bản thân tôi về cái những cái chủ đề tới đây tôi sẽ đăng tải lên kênh Chuyện Nhà Nông. Và video sau thì bà con sẽ theo dõi về cái chủ đề đó là cái con rắn ri voi. Thì rất mong bà con ủng hộ, và nếu như có những cái ý kiến góp ý gì về chất lượng nội dung hay là về mọi thứ thì bà con có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo 0932817122. Tôi cũng luôn lắng nghe và luôn luôn học hỏi, bởi vì những cái mà tôi tiếp cận được thì có thể là đó là những cái ý chủ quan của tôi. Và cũng rất mong bà con mến mộ và yêu quý cái kênh này thì có thể đăng ký để theo dõi các video tiếp theo. Xin kính chào bà con.